Xin chào nhà, rất vui vì anh em đã quay trở lại với channel của mình cùng với cả Call of Duty Mobile. Ok, thì hôm nay anh em mình sẽ chơi nốt cái thằng còn lại được búp ở trong cái phiên bản update mùa này đấy, chính thằng DRH được rất nhiều anh em quan tâm và chú ý đến luôn. Bởi vì nhiều anh em bảo nó mạnh lắm, thì mình phải xem nó mạnh như nào nhá. Ok, bây giờ thì đẩy lên đây nào. Úi dồi ôi, anh em thủ trứng này, úi dồi, úi dồi, ôi ông ơi, ông ơi, ôi. Úi ba mạng luôn mà, ba mạng luôn mà mọi người, được thế nhở. Ông còn lại này, ông còn lại này. Ui, vào cái 5 mạng luôn, à 4 mạng luôn, nó có dễ không mọi người? Sao nó kiểu dễ thế nhở? Ôi, đây rồi, để tôi của đây bắn tiếp là ăn nữa đấy. Bắn tiếp là ăn đấy. Ui, lại khói. Còn ông nữa này, ôi. Ui dồi ôi, trời, tôi hết đạn rồi, tôi thao. Không bắn nữa luôn. Ui nó mạnh thật đấy mọi người ơi. Đúng như những gì tôi nói ở cái mùa trước thì là cái tỏa đạn hơi cao, thì mùa này nó đã búp tỏa đạn rồi mọi người. Bắn xa gọi là melee luôn. Nó cứ gọi là ồ melee luôn. Ui dồi lại losing A kìa. Kìa. Mình bắn như thế mà anh em trông có vẻ không xuống được điểm lắm nhỉ. Ui dồi. Hế lô không? Ui dồi ôi. Ok kìa. Ok 9 mạng luôn này. Cứ một chùm một thôi. Có khi đặt luôn cái súng máy ở đây nhỉ? Ừ đấy. Đặt luôn ở đây chứ còn gì. Hay quá hay. Ui dồi. Ô bắn kiểu gì đấy? Kiểu gì đấy nhỉ? Sao bắn lỡ thế nhỉ? Không ra tôi cố tình mà anh em. Cố tình mà. Pha đấy chỉ là một pha thử thôi. Tất cả nó chỉ là một phép thử. Ui nhưng mà mạnh thiệt đấy mọi người ơi, có đùa đâu mọi người. Úi dồi, nào, ông này. Bắn ai chứ không phải bắn tôi đâu, tôi mất máu nào đâu. Bắn ai đấy, không phải bắn mình đâu thật. Sao mà đổ ai, ê, đừng nhận. Ui, cái gì vậy, đi đâu thế. Chạy ra đây, lấy ai xong chạy ra đây. Ui, đằng sau này. Thế rồi, sao thế nhở. Tôi bấm nhầm rồi. Cái phóng lịm, ui hay. Cái phóng lịm. Ui đây rồi, từ. Đấy. Hình như trong này vẫn còn một người. Đây rồi. Hay chưa, được chưa, phóng lựu. Tôi bắt đầu tôi quen rồi, anh em quen rồi. Không bắn được thêm viên nữa, bắn chậm quá. Cái đấy bây giờ nó bắn chậm quá, không thể gọi là chơi nổi luôn ấy. Hứa với anh em muốn thả rồi với kẻ phải diệt nó còn sướng hơn. Chơi cái phóng lựu bờ có khi nhiều lúc phải hai viên nhá. Không chết cô. Úi dồi, mày cơ động cao, bắn xa đam to. Úi tuyệt vời. Ờ kìa. Ui. Chơi trò gì đấy ông, chơi ai, chơi kiểu thế. Thôi cố gắng, round 1 mình phải làm được 20 mạng, thế là hợp lý. Đây rồi, đâu rồi. Ai. Ui thề luôn khả năng. Ui. Tôi. Bình tĩnh. Thật. Nhờ bị bổ hai lần rồi đấy anh em. Bổ hai lần rồi ấy. Cái vãi. Nào, nốt mạng nữa cho. Đây, hai mạng nữa là được 200 mạng. Cố lên anh em ơi. Cố lên, alo. Ai ở đây đúng không? Ai ở đây? Ô kìa, không kịp rồi. Suýt nữa thì được. 18 mạng trong round 1. Ui, nghe nó uy tín nhở. Đúng kiểu súng mạnh thì nó phải như vậy chứ anh em. Thực sự là nếu mà anh em nghĩ thì khẩu K của tôi chỉ đẹp thôi, nhưng mà tâm ruồi hay tất cả mọi thứ đều như khẩu mặc định à. Nó không ảnh hưởng gì đâu, nhưng mà khẩu này tâm ruồi nó đét rào gì nữa anh em. Cứ đẩy lên mà bắn thôi, cũng là thế lâu không. Ôi thế cứ 2-3 viên thôi ấy, chỉ cần gọi là 3 viên thôi. Ôi kìa, ui, mất hết luôn ạ. Không được một bạn hào trong cái pha gọi là đầu súng một đống người vừa rồi. Hào thật đấy, làm kiểu gì nhỉ. Mít này, chẳng hiểu mít này. Hế đâu ông. Được chưa. Còn đấy không, vẫn còn. Thử lên ông. Tôi thấy người ta cứ chạy bắt cái gì. Không biết luôn đấy. Cơ hội đến rồi. Cơ hội là mình đến rồi. Ông thứ hai này. Ui tí. Thế là những cái pha đấy bình thường. Đúng ra là tôi phải thắng nữa, nhưng mà lại thua. Tôi không hiểu cái lý do đó kiểu gì ấy, nhưng chưa hiểu. Những cái pha bắn rất là ảo thì lại thắng, mà nó khai bá pha bắn bình thường thôi. Ui. Uầy. Tôi né được chó này anh em. Tôi né được con chó này. Tôi chạy bộ tôi không né được này. Hay không.
hay không? Ôi giời, thôi, chạy luôn kìa, nhanh thế. Thôi, tha rồi. Ok. Vẫn B này, ông còn lại đâu? Ra đây, à, C chứ sao lại B rồi, ngáo thế nhỉ? Ngáo kiểu gì? Không, tôi không ngáo đâu anh em, tôi cố tình đấy. Xem anh nhận ra không thôi. Ôi, sao round 2 thì thọt hơn round trước nhỉ? Đâu hết rồi, mọi người, à đúng. Chạy lên đây thôi, thằng này nhá. Nó đi tanh cũng được mà nó đứng kem cũng mạnh cơ. Nó gọi là hơi bị perfect đấy mọi người. Hơi bị được đấy, có đùa đâu. Phải không, ơ. Cho tôi bắn với, alo, ui dồi ôi, sao lag thế, ui. Mẹ ơi. Không nhìn thấy cái ông này đâu luôn á. Tôi điều chỉnh lại cái. Ok, hết lag rồi anh em, hết lag rồi. Không, ở đấy là do kiểu tôi bắn điên cồ quá, tôi bắn điên rồ quá anh em. Không đúng được à? Ông ra đây, có người đấy, cái gì đây ông? Ông số là ông phải đấy, tôi đẩy lên này, đấy, các bạn, đánh tanh cũng được mà đến kem cũng mạnh. Uy tín, như thế này cơ mà. Ơ kìa, sao thế nhở anh em? À, hết round ngay. Ôi, trận này có phải ngắn nhỉ, trận này có phải dễ đúng không mọi người? Ôi trận này dễ quá, thì bờ mình làm thêm trận nữa thì tôi cảm nhận thêm được cái sức mạnh của thằng này. Lên TV là bình thường anh em. Cái chế tác của tôi rất là đơn giản thôi mọi người, chế tác rất đơn giản thôi, tháo báng này, hãm lên khối này, đèn laser này, vải hạt với cả băng đạn OTM 30 viên, đơn giản như vậy thôi. Lấy là được MVP rồi, bây giờ anh em mình sẽ không nói nhiều nữa, anh em mình đi vào lên trận thứ hai. Ok, let's go. Ok, trận thứ hai đây anh em ơi. Rồi nhá, anh em đã sẵn sàng chua. Ôi, đông thế. Mẹ ôi. Đông vãi ạ, vào tôi cứ tưởng có mỗi mình ông đấy vào, tôi lòi thêm hai ông bên cạnh, thế là thế nào nhỉ? Ôi dồi ôi, ui quay lại map này để trả thù. Alo. Phải không, không có thì mình sẽ đẩy cái trên này kiểu gì cũng có. Ui đâu hết rồi. Ôi. Đâu hết rồi. Ui đông thế, đông vui. Ui toàn hỗ trợ luôn đây. Cái cây nhổ. Ui dồi thế rồi. Có mạng là tôi vui rồi. Có mạng thứ hai là tôi vui rồi. Xong hết nha, tôi có UAV là tôi này, tôi có UAV là tôi bắn hết này. Đứng đây làm gì đấy, ông ơi. Ngay ca thế nhở. Thôi đồng đội đang gọi là đấu tranh như thế anh em, cứ đứng im thôi. Ai nữa, cần lắm một cái tên. Ra đây, ông ra. Cày thế nhở. Bắn mà cứ bị đằng sau người ta móc thôi, thế thì còn làm ăn cái gì? Làm ăn cái gì đây? Đứng thẳng hàng xong vẫn là ba viên nhỉ? Phạm vi nó ngon lắm ấy, phạm vi khẩu rất là ngon anh em. Quá lên à? Lạ ghê tạo ứng dụng, ông vẫn đứng im này, cay thế nhở? Ông di chuyển ngay đi cho tôi nhá. Không có đứng chơi, nó chơi đứng AFK anh em, đang bắn hăng như thế này cơ mà nhở? Đây rồi, đây di chuyển rồi này. Đến ngay. Alo, còn không, úi dồi, hai ông, ui mạnh quá, như này là hỏng rồi đấy, như này là không còn cái gì nữa đâu, trời ơi, như này là hỏng rồi, hỏng thật rồi đấy, nó mạnh quá, nó lại chuẩn bị quay trở lại top meta mùa này rồi, căn sai đạn nhỉ, tôi cứ tưởng là tôi bắn đủ hết rồi, một viên đạn nó bay vào chân à? Có phân bộ có bay vào chân anh em ạ. Hơi cày. Úi giời, khó gà ở đây thì làm sao mà dám lên. Đùa thề, không một cái từ để nói luôn đấy. Không hiểu luôn. Phóng lựu phách nha. Trận trước tôi phóng lựu được mà. Cái quả bắn ba mạng gây vãi à. Anh em cứ chê tôi. Bắn phóng lựu. Đấy chắc. Ui. Ui thề luôn, tôi mệt lắm rồi. Đừng có ủi thề luôn. Thề luôn, chơi kiểu gì đây? Ủi thề đang bắn rất là nghiêm túc, đang bắn rất nhau căng thẳng, đang bắn nhau rất là căng thẳng, tự nhiên con chó đấy nó khợp mình cái.
Tôi giống, cút luôn. Chịu đấy. Chịu thực sự đấy. Tiếp tục này, không đùa đâu. Đâu, tôi ra đây cho tôi xịt. Tôi sai rồi anh em đừng nóng, anh em cứ bình tĩnh. Tôi sai rồi, quả đấy hai người tôi sai rồi. Tôi có nói gì đâu. Có người chuẩn bị đến. Bắn đồng đội tôi là tôi đoán được rồi. Chỉ có đi được đấy thì đi đâu rồi. Đây mà luôn nhá. Tôi chơi mắc mày tôi chỉ đẩy thôi. Chiếm điểm trông nó cứ chiếm cái điểm B trông nó cứ hở hang cái gì. Không đảm bảo được cái tính mạng của mình. Thế nên mình cứ phải đẩy lên mình bắn trước. Không nghĩ người ta giết mình. Khách mà không để bị giết là mình giết người. Anh em hiểu không? Đây này. Úi dồi ôi. Đừng nha. Còn ai không? Còn này. Anh em úi một viên kia. Quay lại chứ. Không hiểu đâu nha. Bỏ kiểu đấy nha. Tiếp tục. Cho quả đuốc, cho hay cho quả bom vào đây tôi cút luôn chứ còn gì nữa. Cứ để tôi nhông nhông như này là hỏng rồi. Hay lắm đồng đội ơi. Trận này thắng đậm ngay. Đẩy lên nhưng vui không nào. Không, alo. Đây có cái gì đấy, có cái ôi kìa. Toàn hỗ trợ là hỗ trợ. Ui tui tui tui, cái gì đây. Cái gì đây. Hết hồn nha, cái con này. Thế đâu. Hợp lý nhỉ. Đứng đây cho mình bắn thôi, mình có phải làm gì đâu. Tôi có làm gì nãy giờ đâu anh em. Cười nhỉ, tôi toàn đứng im. Toàn đồng đội bắn, tôi bắn đâu. Tôi không bắn, tôi mất tiếng rồi. Ôi trời, cái gì, ui. Rồi, bình tĩnh. Không gì phải đâu. Ok. Bảo sao tôi vẫn mất tiếng. Phách cả trưởng. Hết đạn rồi, tôi phải nhặt khẩu súng. Không phải không êm bằng khẩu của tôi anh em. Khẩu của tôi êm luôn. Thật. Không bắn súng này nữa, bắn phóng lựu nhỉ. Bắn phóng lựu phát đi nha nào. Nhờ, khẩu của tôi bắn súng hơn, thật đấy. Khẩu hơi lệch một chút. Bây giờ mình sẽ dùng phóng lựu. Đây rồi, ông đầu tiên này, được chưa? Đã được. Tôi thắng luôn này, lên TV rồi. Thắng kiểu này là lên TV rồi. TV của mình ý. Ok, thì rất cảm ơn anh em đã xem hết clip này. Thì đây chính là cái nền thằng DRH ở mùa này. Nó vẫn rất là mạnh, nó còn được bóp thêm, thậm chí nó bóp lên. Hỏng hết rồi, mất cân bằng rồi anh em ơi. Sắp tới là ARDRH các thứ, Fennec này là mới 9S làm gì. Uầy, nghe nó bình thực sự anh em. Thế nhá, thế nên mà nếu mà anh em thấy clip này nó hay, nó có ích thì đừng quên để lại cho mình một like với cả một subscribe ở bên dưới để mình có thêm nhiều động lực và thêm nhiều clip nữa cho anh em xem. Ok không? Ok nhá, bây giờ thì lời cuối thôi. Tạm biệt cả nhà nhá.